Sau khi tạo xong hệ thống cốc nguồn thì các anh chị sẽ tạo hệ mặt công tắc bằng cách vô system này. Mình sẽ đặt là device lighting fixture. Mình sẽ đặt thiết bị cho hệ thống đèn này. Lighting. Thì nó có những dạng công tắc gì mình chọn hay không? Rồi, như đây mình đặt công tắc vào đây. Khi mình chọn công tắc này thì nó sẽ đấu vô hệ thống cấp nguồn. Mình tạo một mạch cấp nguồn riêng hoặc là mình edit cái này. Mình nói edit electrical circuit, mình sửa cái mạch điện như nó. Edit circuit thêm vào cái mạch đó là cái công tắc này. Finish, vậy là nắm đối tượng. Còn về mạch công tắc thì các anh chị mới chọn đây. Cái công tắc mình chọn công tắc ở đây. Công tắc thì đơn giản hơn, mình chọn công tắc mình đặt tên cho nó. Trong cái mục là Switch ID này, ví dụ như FVKF yeah. Sau đó mình chọn cái đèn, mình mới tạo hệ thống công tắc cho nó. Switch Edit Switch System. Tương tự như vậy thôi. Mình mới là cho những cái dãy đèn này vô trong công tắc này. Cái gì sổ là cái gì chọn công tắc này. Công tắc số 1 Finish. Và mình vào vô nút tắt. Đây là mình cấp nguồn nè. Mình tạo thêm cấp nguồn nữa nè. Mình bật được quay. À, xong hệ thống nguồn nha. Trong công tắc thì mình vào vô nhấn tắt. Về công tắc thì các anh chị không có đấu cái mặt trực tiếp như thế này, chỉ có thể là đấu công tắc, nhưng mà trong cái switch system system browser các anh chị vẫn thấy là sẽ có một cái mặt công tắc của mình. Công tắc nó sẽ chỉ dành cho người bình thường thôi.